Clickbuy đồng hành cùng video này, mua iPhone 13 chính hãng cùng các điện thoại, laptop chính hãng tại Clickbuy sẽ nhận được ưu đãi cực kỳ hấp dẫn với quà tặng lẫn gói bảo hành lên tới hàng chục triệu đồng. Bao rơi nước, rơi vỡ, bảo hành phần mềm trọn đời máy, bảo hành phần cứng dài nhất Việt Nam. Truy cập ngay clickbuy.com.vn hoặc các showroom gần nhất trên toàn quốc để được tư vấn miễn phí. Xin chào anh em đã quay trở lại và vẫn sẽ như thường lệ thì ngày hôm nay bọn mình sẽ tiếp tục mang tới cho anh em những tin tức công nghệ đáng chú ý ngay sau đây. Đến với thông tin đầu tiên của ngày hôm nay, hé lộ hệ điều hành Android Meta đối đầu Android và iOS của Microsoft và Nokia. Ra mắt vào năm 2010 với Windows Phone 7 và dần đạt được nhiều sự chú ý hơn vào năm 2012 và 2014 với Windows Phone 8 và 8.1, Microsoft đã từng chen chân vào cuộc đua hệ điều hành di động với Android và iOS. Windows Phone trở thành Windows 10 Mobile vào năm 2016 và đó cũng là lúc hệ điều hành này chết dần. Bản cập nhật tính năng cuối cùng cho Windows 10 Mobile là vào năm 2017. Tuy nhiên, đó vẫn chưa phải là dấu chấm hết cho hệ điều hành riêng của Microsoft trên smartphone. Microsoft từng có một kế hoạch mang tên là Android Meta, là sự kết hợp giữa phần mềm là hệ điều hành Android Meta và phần cứng màn hình kép. Sau này thì Microsoft đã sử dụng ý tưởng phần cứng này để tạo ra chiếc Surface Duo chạy Android. Phóng viên Jack Bowden của Windows Central đã có cơ hội trên tay Android Meta OS nhưng đang chạy trên Microsoft Lumia 950, thiết bị một màn hình. Lý do là vì các kỹ sư phát triển Android Meta OS lúc bấy giờ vẫn chưa có một thiết bị màn hình kép, vì vậy họ đã làm việc trên Lumia 950. Android Meta OS không hề được lên kế hoạch phát hành trên Lumia 950 hoặc bất kỳ điện thoại Windows nào trên thị trường vào thời điểm đó. Microsoft chỉ sử dụng Lumia 950 trong quá trình phát triển nội bộ hệ điều hành Android Meta. Android Meta OS là một dự án đã bị hủy bỏ. Các công việc liên quan đến dự án đã bị hoãn lại vào năm 2018 và không bao giờ được tiếp tục. Bowden nhấn mạnh rằng đây không phải là thứ mà Microsoft hiện đang nghiên cứu cho Surface Duo trong tương lai. Các hình ảnh và video này chỉ là Android Meta OS của quá khứ. Android vẫn tiếp tục là hệ điều hành cho bất kỳ thiết bị Surface Duo nào trong tương lai. Và vì nó đã bị hủy bỏ, nên tất cả các tính năng và giao diện đều đang ở trạng thái không chính thức. Tuy nhiên cũng đủ để cho chúng ta thấy ý tưởng mà Microsoft từng có với Android Meta OS. Microsoft đã quyết định làm một điều khá độc đáo với Android Meta OS là xây dựng hệ điều hành xoay quanh trải nghiệm ghi chú viết vẽ. Trên màn hình khóa, người dùng có thể bắt đầu ghi chú trực tiếp bằng cách đặt bút lên màn hình. Bạn không cần phải khởi tạo một chế độ đặc biệt hoặc là khởi động ứng dụng, chỉ cần cầm bút Surface Pen và bắt đầu viết. Nếu bạn không xóa hoặc lưu lại, chúng sẽ vẫn mãi còn trên màn hình khóa. Nó loại bỏ mọi rào cản giữa người dùng và khả năng ghi chú. Bạn không cần bận tâm đến việc phải mở khóa điện thoại và tìm ứng dụng hoặc là chế độ cần thiết để cho phép bạn ghi chú. Chỉ cần bắt đầu viết trên màn hình khóa và bạn đã sẵn sàng. Mở khóa thiết bị sẽ đưa bạn đến màn hình chính, mà trên Android Meta OS lại là một khung vẽ khác. Khung này được gọi là Journal, sau này trở thành ứng dụng Microsoft Whiteboard. Hoạt động như một sổ tay kỹ thuật số với khả năng ghi chú bằng bút, chèn hình ảnh và các đối tượng 3D v.v. Journal sẽ luôn chạy trong nền với các ứng dụng khác đè lên trên. Android Meta OS cũng hoạt động dựa trên cử chỉ. Các nút Start và Cortana trên màn hình sẽ biến mất khi mở ứng dụng để cung cấp trải nghiệm toàn màn hình. Để truy cập chúng thì bạn sẽ vuốt từ bên trái để truy cập Start và từ bên phải cho Cortana. Đây cũng là nơi thông báo của bạn đã được lưu trữ. Trên Android Meta OS, Cortana sẽ giúp quản lý các thông báo bị bỏ lỡ hoặc được lưu để xử lý sau này. Vuốt xuống từ cạnh trên sẽ mở ra Control Center, một thứ trên Windows 11 nhưng đã bắt đầu được phát triển từ Android Meta OS. Về tính năng thì nó hoàn toàn quen thuộc với khả năng điều khiển những thứ như là Wi-Fi, độ sáng, âm lượng và phát nhạc. Nó cũng có các hiệu ứng làm mờ acrylic của Fluent Design. Trên thực tế thì ngay cả với phần mềm chưa hoàn thiện, chúng ta cũng thấy khá rõ ràng rằng Microsoft sẽ tận dụng vẻ đẹp của Fluent Design trên hệ điều hành Android Meta. Ngoài ra còn có chế độ Radio UX Menu thử nghiệm, trong đó thay vì cử chỉ vuốt để truy cập Start và Cortana, thao tác vuốt của Radio UX Menu sẽ cung cấp cho bạn giao diện với đầy đủ các nút cho những thứ như là Start Menu, chuyển đổi ứng dụng v.v. Đây có thể là một giải pháp thay thế cho điều hướng trên màn hình, vì không phải ai cũng quen với điều hướng bằng cử chỉ đầy đủ vào thời điểm đó. Hoặc nó có thể là một phương pháp điều hướng thay thế khi bạn sử dụng bút. Microsoft cũng đưa chế độ Continuum vào Android Meta OS, nhưng đáng tiếc là không sử dụng được trên bản build này.
có một vài điểm về giao diện trên Andromeda OS đã được Microsoft đưa sang Android, bao gồm bố cục ngày và giờ trên màn hình khóa, giao diện đa nhiệm, điều khiển các ứng dụng đang chạy song song ở chế độ chia màn hình. Cuối cùng, một lần nữa, dự án Andromeda OS đã bị hủy bỏ. Nó không đang trong quá trình phát triển và sẽ không bao giờ phát hành. Surface Duo hiện là một thiết bị Android và Microsoft có kế hoạch tiếp tục sử dụng Android trong tương lai. Chuyển tiếp sang một thông tin thứ hai của ngày hôm nay, hé lộ Xiaomi Mix Fold 2. Xiaomi vào năm ngoái đã chính thức gia nhập phân khúc smartphone màn hình gập với chiếc Mix Fold. Với việc là chiếc smartphone màn hình gập đầu tiên do Xiaomi phát triển, chiếc Mix Fold vẫn tồn tại khá nhiều khuyết điểm mà bạn đọc có thể tham khảo tại bài viết này. Tuy nhiên, các tin đồn mới đã xác nhận là Xiaomi đang phát triển thế hệ Mix Fold 2 với nhiều nâng cấp đáng chú ý cả về thiết kế lẫn hiệu năng. Cụ thể thì leaker có tiếng trong giới công nghệ tại Trung Quốc là Digital Chat Station mới đây đã chia sẻ một vài thông tin về chiếc smartphone màn hình gập tiếp theo của Xiaomi. Nhiều khả năng sẽ được gọi là Mix Fold 2. Theo đó thì Mix Fold 2 sẽ trang bị màn hình chính 8 inch sử dụng công nghệ LTPO AMOLED với độ phân giải màn hình đạt mức 2,5K và sẽ có tần số quét 120Hz. Với kích thước lớn 8 inch thì Mix Fold 2 sẽ có kích cỡ gần bằng chiếc iPad mini 6 của Apple 8,3 inch. Xiaomi Mix Fold 2 sẽ vẫn sở hữu thiết kế của thế hệ tiền nhiệm, tức là sử dụng bản lề gập mở vào trong giống Galaxy Z Fold 3, giúp bảo vệ màn hình chính phía trong. Chưa rõ Xiaomi có cách để giải quyết nếp nhăn màn hình ở khu vực bản lề hay không. Còn về màn hình phụ ở ngoài thì chưa có thông tin cụ thể. Về mặt phần cứng thì Xiaomi cũng sẽ trang bị con chip Snapdragon 8 Gen 1 mạnh mẽ nhất. Hiện tại, chiếc smartphone màn hình gập đầu tiên trang bị con chip này chính là Honor Magic V. Tuy nhiên thì Xiaomi sẽ phải thiết kế các linh kiện sao cho khả năng tản nhiệt của máy là tốt nhất. Bởi theo các thông tin mới thì con chip Snapdragon 8 Gen 1 vẫn sẽ rất nóng nếu hoạt động với các tác vụ mạnh. Để khắc phục thì smartphone cần có một hệ thống tản nhiệt tốt. Hiện tại thì phân khúc smartphone màn hình gập vẫn là một phân khúc siêu cao cấp với giá bán trung bình cao hơn rất nhiều so với các dòng máy cao cấp hiện tại. Chiếc smartphone màn hình gập có giá rẻ nhất thị trường mà người dùng có thể mua được là Galaxy Z Flip 3 chỉ khoảng 23 tới 24 triệu hoặc là Oppo Find N giá khoảng từ 28 tới 29 triệu nhưng chỉ bán ở Trung Quốc. Xiaomi Mi Mix Fold thế hệ đầu tiên hiện tại vẫn có mức giá trên dưới 30 triệu đồng tại thị trường nội địa. Và nếu Xiaomi không khắc phục được các nhược điểm của thế hệ trước thì người dùng có thể sẽ không mấy mặn mà với phiên bản tiếp theo của dòng Mix Fold. Xiaomi Mix Fold 2 có thể sẽ được giới thiệu trong nửa sau của năm 2022. Và đến với thông tin cuối cùng của ngày hôm nay, iPhone 13 dính lỗi nặng sau 4 tháng bán ra. Chiếc iPhone 13 của Apple gặp sự cố màn hình chuyển sang màu hồng, bị treo máy và phải khởi động lại. Từ tháng 10 năm ngoái, trên website của Apple, một người dùng iPhone 13 Pro cho biết màn hình hồng xuất hiện khi đang sử dụng, khiến người này phải khởi động lại máy. Khi đó thì vấn đề không được chú ý do không có những phản ánh tương tự. Tuy nhiên, thời gian gần đây, ngày càng nhiều người gặp lỗi này trên các phiên bản iPhone 13 và chia sẻ lên diễn đàn Reddit. Chỉ một số người cho biết họ được đổi sang sản phẩm mới, trong khi đa số nhận được câu trả lời đây chỉ là lỗi về phần mềm từ Apple. Hiện chưa rõ nguyên nhân lỗi và nó chỉ xuất hiện trên các model thuộc dòng iPhone 13. Phần lớn các trường hợp gặp hiện tượng màn hình hồng là ở Trung Quốc. Do đó, Apple đã đăng một thông báo trên Weibo khẳng định không tìm thấy vấn đề về phần cứng khi màn hình bị chuyển màu. Vì vậy, sự cố là do phần mềm. Ngoài ra thì hãng cũng khuyên người dùng sao lưu dữ liệu và cập nhật iOS mới để tránh tình trạng không tương thích giữa phiên bản ứng dụng và hệ điều hành. Tuy nhiên thì trong bản cập nhật iOS mới nhất là 15.3RC, Apple không nhắc đến việc khắc phục màn hình hồng, dù lỗi đã xuất hiện ngay khi iPhone 13 ra mắt. Và vậy thôi, trên đây cũng là toàn bộ những thông tin mà bọn mình muốn mang tới cho anh em trong ngày hôm nay. Anh em cũng đừng quên lại bấm like và subscribe để ủng hộ cho kênh. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.